Bữa nay được nghỉ khỏe rồi ta. Bán giờ bao nào? 9 giờ nghỉ. 8 giờ 59 thì còn vô mua nữa. Chị mua cái này tôi lấy chị 10 ngàn thôi, rồi tôi dẹp tiệm á. Mua không? Nè, tiền nè. Sao anh không lấy? Tiền này. Quên. Tiền này tiền âm phủ sao xài được? Để tôi lấy bóp tôi đưa tiền cho. Xài được. Sao mà xài được? Để đó đi, tôi lấy bóp tôi đưa. Chứ còn tiền này để rằm tháng 7 mới xài. Trời ơi. Còn để tháng 7 xài nữa. Chết rồi, tôi quên mang bóp rồi. Không mấy anh đi theo tôi về lấy tiền được không? Dạ thôi không cần đâu chị ơi. Chị cứ muốn lấy nhiều gạo đó lấy, bữa sau quay lại trả tiền cũng được. Mà không thôi á, cho chị miễn phí luôn, chị lấy nguyên cái sạp gạo em cũng được. Chứ đúng là anh bán rau tốt bụng mà. Để lần sau tôi quay lại tôi ủng hộ tiếp, rồi tôi trả tiền anh gấp đôi. Gấp đôi ông nội tôi. Ông dí theo là tôi mừng lắm. Sao vậy ta? Nay dọn về sớm chứ mình đi tới mà con nó nhảy ra chắc mình xỉu nữa quá. Thôi mai. Anh gì ơi, tôi tới tôi trả tiền cho cô mua gạo hiếu anh bữa nè anh ơi. Ủa mà tôi thấy gạo anh còn nhiều quá à. Không ấy tôi mua ủng hộ anh, coi như là cảm ơn bữa anh cho cô kia thiếu nha. Sao mấy cái đi cùng mày đi chứ. Anh ơi lẹ lẹ tôi về anh ơi. Tôi trả tiền rồi đó. Cảm ơn anh nha. Chúc anh ngủ ngon. Ủa? Cái gì có tiếng xe? Không lẽ cư dân ở dưới bây giờ chạy xe không có ta? Làm sao đâu xăng? Ủa? Sao tiền giống tiền thiệt như vậy nè? Tao không thấy mày, mày không thấy tao. Tao không thấy mày, mày không thấy tao. Ô gao nè. Buồn ngủ quá vậy ta. Má gì? Mày mới ma, mày nhìn lại cái bản mặt của mày kìa. Buôn bán cái gì đâu mà hả? Để tâm đâu không vậy trời? Bà mua gạo mà làm gì mà bà thập thò sao lưng người ta vậy? Thò gì? Trời ơi, tao qua đây hả là tao nó muốn kể chuyện với mày nghe. Mà mày biết cái hả tháng này tháng gì không? Tháng 7, tháng của hồn. Mà tháng của hồn là có gì? Có những cái chuyện tâm linh rất là ly kỳ.
Mà mày biết cái mỏ tao rồi, đụng vô mấy cái chuyện này là tao phải kể. Mà mày biết gì chưa? Biết gì? Sớm mình có khách. Sao mày biết? Tại ơi, bữa tao đi bán về nè, tao đi đây nè, rồi xong hỏi tao thấy có ma. Mày biết ma gì không? Ma tốc độ. Gì đó là nó hẹn gì luôn. Ừ mà hả, ông ma thấy ghê lắm. Một con là hả, phía trước là tổ lái, còn ngoài sau nữa hả, áo trắng em đến trường. Mà tao nói mày nghe nè, chắc chắn hả, lúc mà nó còn sống nó làm tay lái cường khôn. Hình như là tôi với bà là gặp chung một cặp khách rồi đó. Hôm bữa nè, cái con áo trắng á, nó cũng qua bên tôi nó mua rau. Rồi nó có cán mày xì xỏ chưa? Không, hôm đó nó đi bộ, xong rồi là cái thằng chồng của nó lái xe qua trả tiền cho tôi. Trời ơi, làm ma mà cũng uy tín dữ ha, có mua có trả đàng hoàng ha. Ôi mà thôi mày đứng dậy coi, nãy giờ tôi đứng tôi nói chuyện mày mỏi chân chết. Mà tao phải suy nghĩ nghe, không lẽ hả mày phạm vào mấy cái điều cấm kỵ ta? Không có. Đâu có gì. Là sao mà nói rõ coi. Mày có hả hay gọi tên em trong đêm không? Không. Mà thôi bà ơi, tôi không biết gì đâu, mà đi ra chỗ khác tôi bán đi bà. Mày đứng yên cho tao lại, muốn tiếp tục hỏi mày nè. Mày đứng yên coi. Thôi thiệt chưa ta. Ê, mà tháng này mày có mua nhà mua đất gì không vậy? Mua gì nữa, rất là nhiều chuyện cơ mà, không lo về đi. Trời tới mệt rồi kìa. Tao thấy là sắp có mùi là khách ghé thăm tao với mày rồi đó. Đã vậy còn bể bánh xe nữa. Trời ơi, lo già chuyện hả, tao không hay lỡ hả, tao hù tới mệt gì. Ôi trời này tao sợ quá, mô di phật. Bắt gì mày nhéo tao? Nhéo gì nhéo? Mày nghĩ sao giờ này xe mày hư mà mày đòi có chỗ sửa? Thì đi kiếm chứ làm sao? Trời cái gì? Đừng nói ý là... Gì vậy bà? Gì vậy bà? Bà? Mày sao vậy bà? Bà? Trời. Trời đất ơi. Nhà hai vợ chồng sửa xe, đó cũng tại bà không á. Ăn bận về nè, đó làm ta xỉu nữa kìa. Tôi đâu có cố ý đâu. Nãy đang sửa cái bô khói quá trời khói luôn. Xong rồi cái tôi thấy ông chạy ra, cái tôi cũng nhiều chuyện tôi chạy theo. Tay còn cầm ống bơm luôn. Hay quá. Kệ vô coi người ta sao kìa. Má ơi. Cái gì vậy? Ê, ê, ê. Ê, nè. Người thiệt, trời ơi, mặt động nè. Chờ thử coi. Thiệt rồi. Ẩu rồi ba. Người thiệt. Tại ai? Đưa nó người thiệt gì mà vợ chồng tôi bay cứ hả? Tao hù tao bịch lượn qua lượn lại hoài vậy. Bộ để hộ trái người ta hả? Biết không? Vô đây. Gì nữa rồi? Đó, hai vợ chồng tôi sửa xe với lại kim luôn giá xe lưu động, giúp đỡ bà con người ta đi đường buổi tối á, không có chỗ giá thì tôi giá. Đi đi về về phải rồi. Đúng rồi. Ủa, mắc gì nữa, đêm mà hai vợ chồng lên chỗ tôi kiếm mua rau xong rồi còn đưa tiền âm phủ là sao? Trời ơi, thì là cái lúc đó đói bụng cho nên định ăn mì. Mà cái thấy thiếu rau cho nên là mới đi qua bên anh á hả, mua rau ủng hộ. Còn cái cọc tiền âm phủ đó là hả, tôi mua về để tôi cúng cô hồn. Nhưng mà tôi đưa lộn cho anh thôi. Không cảm ơn bà vậy á, ăn bận rồi biết rồi. Với lại dạo gần đây nè, thì sớm này người ta đồn cái gì có khách thì tháng cô hồn gì đó. Nên nè, tiệm sửa xe tôi ế quá trời luôn. Bây giờ không biết tiền đâu duy trì, rồi đi giúp đỡ bà con bển xe giữa đường nữa nè. Thì thật ra mấy chuyện đồn đoán đó cũng là do tôi á. Thôi. Nhưng mà sau cái vụ này là tôi về tôi sẽ đính chính với mọi người là sớm mình không hề có khách mà không hề có ma tốc độ gì luôn. Hai người an tâm đi. Thôi. Bây giờ hai chồng á mai mốt mà cứ lên
tiệm gạo của tôi ăn á, thì tôi cho một cái password đó là vợ chồng sửa xe, tôi miễn phí ăn gạo 1 năm luôn. À, thiệt hả? Ừ. Với lại tiền sửa xe tôi trả 500 ngàn luôn nè. Giá cái bánh có 20 và đưa 500 dữ vậy. Thôi tôi lấy. Cứ cầm đi, coi như là tôi ủng hộ anh. Rồi anh lấy cái này á, anh mua thêm quần áo màu sắc được cho vợ anh mặc. Chứ nữa đi mà mặc đồ trắng mà đi khơi khơi ống chết. Màu phong thủy, thông cảm nha. Thôi vợ chồng cảm ơn nha.